Vì nước chi khi cương kia.
đoàn cơ quan chính quyền quận 3 sau khi nhận cái kế hoạch của Liên đoàn Lao động quận 3 về phát động hội thi clip thể dục giữa giờ để với cái nội dung là khỏe, lao động và sáng tạo. Với cái kế hoạch của công đoàn quận 3 xây dựng ra để huy động cái lực lượng công đoàn viên cùng tham gia với số lượng là một cỡ khoảng 100 công đoàn viên là phân nửa quân số của công đoàn cơ quan chính quyền quận 3 với những cái buổi tập luyện để xây dựng cái clip thể dục giữa giờ này, các công đoàn viên rất là phấn khởi và tham gia học tập, tham gia cái luyện tập các cái buổi tập. Và sau cái các cái buổi tập thì công đoàn viên có một cái cảm giác rằng cái năng lực của mình được tái tạo lại, và với cái buổi tập với cái nội dung của công đoàn Liên đoàn Lao động quận là khỏe, lao động và sáng tạo, thì công đoàn cơ quan chính quyền quận 3 cũng xây dựng cái nội dung khỏe, lao động và sáng tạo. Hy vọng rằng sau cái buổi tập luyện và hội thi này thì công đoàn cơ quan quận 3 sẽ tiếp tục duy trì để có những cái buổi tập luyện giữa giờ và để tái tạo cái năng lực của mình để làm việc được tốt hơn. Thời gian qua thì các cái hoạt động phong trào do Liên đoàn Lao động quận 3 tổ chức thì Đảng ủy và Ủy ban dân quận chúng tôi nhận thấy rất là nhiều hoạt động hiệu quả. Trong đó có cái hoạt động của hội thi khỏe để lao động sản xuất là một cái hội thi mà Đảng ủy và Ủy ban dân quận chúng tôi nhận thấy rằng hết sức là cần thiết, thiết thực, giúp cho cán bộ công chức của quận nâng cao sức khỏe về thể chất cũng như tinh thần. Và qua đó cán bộ công chức của quận sẽ có nhiều cái động lực để làm sao làm việc được tốt hơn, và từ đó có nhiều cái mô hình, nhiều cái sáng tạo để giúp cho công tác của quận ngày càng hiệu quả hơn. Đảng ủy và Ủy ban dân quận chúng tôi thấy rằng đối với cán bộ công chức có nhiều cái hoạt động như thế này thì sẽ góp phần để giúp cho cái công tác của quận ngày càng một phát triển. Và chúng tôi mong rằng trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động quận 3 sẽ tiếp tục có nhiều cái hoạt động dành cho đội ngũ cán bộ công chức của quận hết sức là thiết thực và ý nghĩa. Về phía Đảng ủy và Ủy ban dân quận, chúng tôi hết sức ủng hộ và luôn luôn sẵn sàng chỉ đạo và huy động các lực lượng cán bộ công chức của quận tích cực tham gia các hoạt động do Liên đoàn Lao động quận 3 tổ chức.